Hello, xin chào. Hôm nay chúng ta quay lại tiếp với Haribank nha. Trong buổi hôm trước thì mình cũng mới quay buổi đầu thôi. Và theo những thông tin hôm trước thì chúng ta cũng có một cái hệ số của bên Haribank cũng khá là ok. Riêng về hệ số P/E là khá khá tốt. Đặc biệt là nếu mà tính tính kỳ vọng cuối năm là tương đối tốt. Thế còn về bên vốn chủ thì hiện nay thì hệ số hiện tại là gọi là tạm được, gọi là tạm chứ phải là quá tốt. Tuy nhiên nếu mà từ dần cuối năm sau khi chúng ta trừ cả cả cổ tức mà chúng ta sẽ phải trả cho cổ đông cũng như là lãi dòng kiếm được thì chúng ta sẽ ra hệ số định giá là khoảng tầm PB là khoảng tầm 1,1 lần, như vậy cũng được đấy. Như vậy trên hai hệ số định giá đều ok. Tất nhiên ở cái hệ số định giá mà P/B này thì thực ra HDBank thì cũng là ngân hàng nhỡ rồi, cũng không phải là ngân hàng nhỏ. Nếu ngân hàng nhỏ thì theo như mình thấy hiện nay nó chỉ khoảng 0,8 đến 0,9 lần thôi, hiện trạng là đang như thế. Thế còn đối với size của bên HDBank thì cũng là ok rồi. Mình nghĩ là các ngân hàng khá là chắc là giờ này là không thể dưới 1 được rồi. Cho nên là mức độ như vậy là được coi là chấp nhận được. Thế còn quay trở lại thì hôm nọ thì mình cũng đang bắt đầu vào dở báo cáo thường niên của bên bên HDBank, đúng không? Và chúng ta đang dở trang số 7. Và trang này thì cũng không có gì cả, trông có vẻ hình họa thôi. Tất nhiên đây thì báo cáo thường niên là rất là khô khan, đúng không? Và mình sẽ cố gắng là đi tóm tắt những cái ý chính, đúng không? Để chúng ta ghi nhận lại. Thì quá trình đọc thì chúng ta cần ghi nhận được hai vấn đề, tức là một là con số và hai là sự kiện, đúng không? Hai từ quan trọng. Còn những cái mà nói về kiểu hơi 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 câu chữ một tí thì chắc là sẽ phải bỏ qua. Rồi đây là chắc là hội đồng quản trị rồi. Hội đồng quản trị hiện nay của HDBank có 7 người, đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn dễ dàng nhìn thấy đây là có chị Thảo đây, mặc dù chỉ là phó chủ tịch thôi, đứng trước tôi, nhưng mà trong cái bóng này thì đứng giữa, đúng không? Có thể ý đây khá là chủ. Và đây còn anh ông người Hàn thì là chủ tịch đồng thời là thành viên hội đồng độc lập luôn đấy. Còn đây là ông Lưu Đức Khánh, đúng không? Mình nhớ hình như là Vietjet video rồi, đúng không? Mình nhớ ông máng là như vậy, vì một lần mình đọc báo mình có thấy, rất có thể là bên bên kia Lưu Đức Khánh đây này, đúng rồi. Hồi trước là mình thấy hình như còn điều hành cơ, bây giờ thì thôi rồi, mà không biết là trí nhớ mình có chuẩn không. Đúng rồi, này này cũng thành viên của Sobico, đúng rồi, đây giám đốc điều hành của bên Vietjet, không chính xác luôn. Và như vậy là mình nhớ không sai. Và chúng ta có thành viên, các thành viên đây. Và đây rồi, đây thì mình ghi nhận lại được là có 7 thành viên như này, trong đó có một chủ tịch, 4 phó chủ tịch, trong đó thì chị Thảo là phó chủ tịch thường trực, đúng không? Như vậy là doanh nghiệp thì mà lắm phó chủ tịch thế. Còn lại thì chủ tịch thì là chỉ là độc lập thôi, đúng không? Thành viên độc lập thôi, và đồng thời thì có 2 thành viên dưới, trong đó có một thành viên độc lập. Như vậy là chúng ta có danh sách 7 thành viên của quản trị như vậy, đúng không? Ở đây thì họ giới thiệu qua một chút về các cái thành viên này. Thứ nhất là ông Kim, Kim Bung Jo gì đấy mà mình đọc nghe là còn không rõ. Sinh năm 61 này, có 30 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng này, ông giữ chức vụ tổng giám đốc tài chính tổng đốc của Hana Bank, vậy là ngân hàng lớn thứ hai của Hàn Quốc, và đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Hana Financial Group tại Hàn Quốc. Như vậy là cũng mời được ông, nghe có vẻ cũng vai vế. Những cái tuổi này thì chắc là khả năng là chú ý cũng về hưu rồi, và lãnh đạo một ngân hàng lớn ở Hàn Quốc, mua lại ngân hàng Sona cho nó đưa bên nhóm ngân hàng lớn Hàn Quốc. Ông Kim chỉ nói là anh mua lại 5% của ngân hàng Korea Asset từ quỹ. Rồi rồi, và giới thiệu thì nghe có vẻ rất là lý lịch, và cũng mới được bầu thôi, bầu năm ngoái thôi, 26 tháng 4. Sau đó thì 3 ngày thì 29 tháng 4 2022 thì bầu làm chủ tịch. Rồi sau đó thì đến chị Thảo đây, đúng không? Chắc gần như là chủ đấy rồi, phó chủ tịch hội đồng thường trực hội đồng quản trị ngân hàng. Rồi, đúng không? Giới thiệu rất là vắn tắt. Vâng, từ 2005 như vậy rất lâu rồi. Mà chị Thảo đây, nó mình đánh giá đây là chủ và từ 2005, và cũng học ở đây chắc là Moscow, đúng không? Chắc Moscow rồi, và cũng học Nga về, đúng rồi, ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga. Và như vậy là cũng trong nhóm Đông Âu về. Do đây các cái thành viên ở dưới đây, ông Lưu Đức Khánh, và cũng từng giữ các chức danh lãnh đạo trong HDBC, Techcombank, Agribank, đúng không? Còn tham gia HDBank từ năm 2009. Như vậy cũng cũng rất lâu rồi, và cũng học ở Liên Xô về, và cũng có lúc học ở Úc. Và này ông Nguyễn Thành Đô, và giới thiệu rất là vắn tắt như trong này.
phó vụ trưởng, rồi vụ trưởng vụ tài chính đối ngoại, bộ tài chính. Ồ, như vậy đây là một cựu quan chức cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại của bộ tài chính tham gia vào đồng quản trị năm 2007. Nhưng cả như vậy khả năng là chú này là chú về hưu rồi, chú nhảy ra bên này. Và như vậy là cũng là một lãnh đạo một vụ cục của bên bộ tài chính và cũng từng học Nga về. Như vậy rất có thể liên quan đến chị Thảo rồi. Và tiếp ông Nguyễn Hữu Đặng, đây là như vậy này. Và đây cũng tham gia từ từ 27. Và chắc là cái tầm đấy là nghỉ hưu. Cũng gắn bó gần 30 năm với HD Bank. Như vậy là rất lâu rồi. Và cũng có một thời gian công tác tại ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Tháp, ngân hàng công thương. Và như vậy là cũng từ dưới ngân hàng ra, đã ra được quản trị từ năm 2010 đúng không? Vậy là đây đây đúng không? Như vậy tham gia hội đồng quản trị là từ 2010, còn làm thì rất lâu rồi đúng không? Như vậy trước đây cũng từng từng làm ở bên ngân hàng nhà nước tỉnh rồi vì tin vậy. Như vậy là đấy là một vài cái lý lịch đúng không? Tất nhiên là nó cũng rất là tóm tắt. Và cô đại chồng cũng rất có tuổi và chuyên gia cao cấp đã hoạt động 35 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là bà có nhiều lĩnh vực trong quản lý điều hành tổ chức từng những chức quan trọng tại Vietcombank và gần đây nhất là cương vị phó tổng kiêm ủy viên hội đồng quản trị và cố vấn hội đồng quản trị Vietcombank. Ồ, như vậy là trước đây đã từng lãnh đạo của bên Vietcombank và tham gia hội đồng quản trị HD Bank từ năm 2013 và từng nhận nhiều chức rồi. Ok, và từ đấy giờ chỉ mình cũng chưa nhìn thấy tuổi nhưng mình đoán thì gần như là cái ban lãnh đạo này là rất là có tuổi. Thực ra thì người ta làm công nghệ thì cần trẻ và ý tưởng đột phá mạnh, thế còn người ta làm bên lĩnh vực tài chính ngân hàng thì thực ra là cần phải có tuổi, có kinh nghiệm, có trải nghiệm đúng không? Để gọi là người ta gọi là ước lượng đúng không? Cũng như là kiểm soát và cũng có kinh nghiệm xử lý rủi ro cho nó tốt. Cũng Lê Minh Dũng đúng không? 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Woribank ngân hàng đấy rồi của City Capital Partner, giám đốc của Mekong Cap. Mekong Cap và là quỹ có đầu tư vào những ông như kiểu Golden Gate hoặc là Thế Giới Di Động, những ông báo như vậy. Đại diện gì đây? Thuộc ngân hàng tái thiết, ngân hàng Đức. Trong vai trò trưởng đại diện ông rất xây dựng chiến lược. Ông này hội đồng quản trị độc lập thôi, đầu tư. Và ông tham gia vào các cái ngân hàng nước ngoài đúng không? Rồi các cái định chế nước ngoài. Và trong năm ngoái thì bà Lê Thị Vân Tâm. Và cái cô này cô rất có tuổi, mình nghĩ là chắc phải bảy mấy rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị ông Chu Việt Cường thành viên hội đồng quản trị và ông Lim gì đấy, ông thành viên tôi nhiệm viên đều bầu chọn năm thành viên mới của bà Thảo, ông Đặng rồi rồi những thành viên này và chắc là ba người cũ nghỉ nghỉ và thêm ba người mới vào. Đây rồi chúng ta có ban kiểm soát, thì chắc là chúng ta cũng chỉ cần có qua thôi. Ở đây thì có bốn thành viên như vậy. Vâng đây, cái anh đầu tiên này thì là làm trưởng ban kiểm soát này, có gần 30 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán này. Trước đây là kế toán trưởng của xí nghiệp gì đấy, công ty Sông Hồng, Bộ Quốc phòng, là công ty xây dựng và tại công ty thì lạ thôi. Tham gia ban kiểm soát HD Bank từ năm 2010 đúng không? Rồi rồi đúng không? Học chuyên ngành kế toán rồi. Và bà chị là chị Đường Thị Thu đúng không? Tên nghề rất quặc. Họ họ rất rất lạ. Giảng viên trường đại học Hồng Đức này, cán bộ tín dụng Sacombank ra trong HD Bank từ 2006, như vậy là từ rất lâu rồi. Trải qua việc kiểm toán nội bộ, trưởng ban trưởng kiểm toán nội bộ khu vực, phó trưởng kiểm toán nội bộ ngân hàng HD Bank. 15 năm công tác HD Bank. Rồi 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 đúng không? Như vậy là chuyên bên từng là giảng viên này, từng làm Sacombank này, đúng không? Như vậy là từ từ 2006. Và Bùi Thị Kiều Anh này. Và Đại Á là cái ngân hàng đã từng sáp nhập vào HD Bank, đúng không? Cách đây nhiều năm thì mình nhớ là có một cái vụ là HD Bank là sáp nhập ngân hàng Đại Á vào. Giám đốc Techcombank chi nhánh Chợ Lớn này, phó giám đốc phụ trách khối khách hàng cá nhân ngân hàng Vietbank này. Và phó trưởng ban kiểm toán HD Bank mà. Rồi rồi rồi, đúng không? Như vậy là từ từ 2022 thôi, rất mới. Ông Nguyễn Lê Hiếu, thành viên ban kiểm soát quan hệ khách hàng, quan hệ doanh nghiệp ngân hàng ACB, giám đốc phòng dịch Chánh Hưng, Nam Á Banh, trưởng ban kiểm toán nội bộ khu vực Đông Sài Gòn HD Bank, thành viên triển khai ba gen hoặc ngân hàng Sacombank, tham gia HD Bank từ năm 2022, cũng rất mới. Và theo danh sách này thì mình thấy là năm ngoái bên hội đồng quản trị là có hai người mới nhảy vào, còn bên ban kiểm soát cũng có hai người nhảy vào đúng không? Như vậy là lãnh đạo biến động rất là mạnh. Năm vừa rồi thì báo diện tích thì thành viên đã thôi nhiệm vì và sau đó thì bầu chọn thêm đúng không? Đấy, hai người nữa đào và hai mới đây đây đúng không? Rồi ok rồi chúng ta có lãnh đạo của ban điều hành đúng không? Đấy, cái này thì chắc rất là đông, mình nhớ bên Sacombank mình xem rất đông.
Và mình đếm ở đây thì như là rất nhiều. 2, 4, 5, 6, 7, 8 này. Bên này có 1, 2, 3, 5, cũng 8. Như vậy là ban điều hành có đến 16 thành viên. Vậy là như còn nhiều hơn cả cái trang của anh mình xem. Và ông Phạm Quốc Thành nha, tổng đốc nha. À, giữ chức phó tổng từ năm 2013. Và đến cách đây 3 năm, cho năm 2020 thì bắt đầu bổ nhiệm vị trí tổng đốc. Phát triển khách hàng doanh nghiệp, đúng không? Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển như vậy chắc là ngày xưa giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và chương trình tín dụng xanh tài trợ. Cũng 3 trên 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng, cũng có nhiều lĩnh vực cao tại các ngân hàng HSBC, ACB, Agribank và Techcombank. Tham gia ban điều hành HSBC từ năm 2013. Như vậy là nguồn gốc là như vậy, cũng từ ngân hàng thôi. Và ở đây người thứ hai là anh Lê Thanh Tùng, phó tổng kiêm phụ trách quản trị công ty. Và người gọi là quản trị ngân hàng đi. Và trước làm giám đốc chi nhánh này, giám đốc khu vực này. Và cũng không có gì đặc biệt là từ năm 2009 rồi. Ok. Tiếp ông Nguyễn Minh Đức, phó tổng đốc, nguyên phụ trách cái gì? Cũng gia nhập từ năm 2009, cũng có gần 30 năm. Như vậy là cái ban điều hành của bên bên Hà Bành là cực kỳ có tuổi. Mình thấy toàn xưng 20-30 năm hết. Và thậm chí là đa phần là 30 năm. Quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, góp phần được nguyên là giảng viên khoa kinh tế trường Đại học Hàng hải ở một số ngân hàng tại Việt Nam, cũng từng các ngân hàng và tham gia ban điều hành từ năm 2013. Và tiếp theo thì ông Trần Hoài Nam, đúng không? Cũng nhiều năm kinh nghiệm này, hiện nay đang phụ trách quản lý phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính tại HDBank, đẩy mạnh hợp tác giữa HDBank với các đơn vị lớn uy tín trong và ngoài nước. Ông từng giữ vị lãnh đạo tại các cái bộ khoa công nghệ CDBank và VIB, vân vân, và tham gia điều hành của HDBank từ năm 2012. Như vậy là cũng rất lâu rồi. Và ở đây thì cũng đã từng là bộ khoa học này, Citibank này, rồi VIB này, vân vân này, và cũng toàn xuất phát từ ngân hàng ra hết, đúng không? Ông Lê Thành Trung, và nhìn là rất là có tuổi. Cái ban điều hành này là mình nhìn từ đấy giờ là toàn bộ là có tuổi. Và ông Lê Thành Trung cảm giác là toàn ít nhất là phải 45 50 trở lên, chứ không thể thấp hơn số ấy được. Và cũng chưa thấy một người trẻ nào cả. Và cũng có đến trên 30 năm kinh nghiệm, như vậy rất có thể là phải ngoài 50 rồi. Mà công tác trong quản trị điều hành hệ thống tổ chức bộ máy quản trị rủi ro hệ thống quản lý khách hàng tại công ty cho thuê tài chính Vietcombank, ngân hàng Vietcombank và Sina Vinabank. Và như vậy là từng làm ở hai ngân hàng kia. Và ở đây ông Nguyễn Văn Hạo, và cũng gần 30 năm, như vậy rất có tuổi. Trưởng phòng của Bank Tokyo Mitsubishi tại Việt Nam, giám đốc tài chính của bên PG Bank, thành viên quản trị tổng đốc ngân hàng Việt Á. Và bên Việt Á Bank, và đã sang bên này từ năm 20. Và thì bên kia tổng đốc lại sang bên này là phó thôi. Và Nguyễn Đăng Thanh, anh này có trông có vẻ trẻ, đúng không? Trông có vẻ chắc chỉ bốn mấy thôi. Phó tổng của Sacombank, phó tổng của Techcombank, tổng giám đốc của Vietbank, rồi một số công ty Đông Dương gì đây, Hoa Lâm, rồi TTC. Vâng, TTC rất quen, đúng không? Len. Và tham gia ở đây từ bắt đầu từ năm 2020. Và Nguyễn Cảnh Vinh cũng phó tổng. Và anh Nguyễn Cảnh Vinh này thì cũng có 26 năm làm, và trong đó thì chủ yếu 21 năm ở làm với Techcombank. Vâng, như vậy là tuyển chéo sang. Vâng. Đây rồi. Tiếp ông Trần Thái Hòa, đúng không? Trong anh này thì có tuổi. Và anh Trần Thái Hòa này thì trước khi ra nhà HDBank thì anh ấy có 17 năm làm việc tại ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì làm tại Vietcombank với vai trò là trưởng phòng và phó tổng đốc. Cuối cùng thì chuyển về bên HDBank với vai trò là phó tổng đốc như hiện nay. Và như vậy là có thể thấy dàn lãnh đạo của bên HDBank là toàn người có tuổi thôi. Và cũng đã từng kinh qua rất nhiều các ngân hàng khác, chứ không phải là chỉ có duy nhất HDBank cho đến giờ. Và từ đấy giờ mình xem là toàn như vậy cả. Và anh này là giám đốc tài chính, và cũng có 30 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính từ năm 2009, và giới thiệu rất ít. Đến đây thôi. Và đây đến các giám đốc khối rồi. Ông Trần Quang, giám đốc khối khách hàng cá nhân. Và ông Trần Quang đây. Trước khi HDBank thì cũng nhiều năm làm ở ACB. Và vị trí quan trọng là khối bán lẻ, giám đốc khối sản phẩm, giám đốc khối trung tâm tín dụng, phó trưởng ban tín dụng hội sở. Rồi giả động đảm nhận cái chức vụ là giám đốc khối cá nhân từ năm 2015. Và tiếp ông Trần Hoài Phương. Và cũng cũng gần 30 năm. Rồi đã từng làm ngân hàng các ngân hàng quốc tế như Standard Chartered Bank này, Citibank, PNB, Paribas này. Rồi trong nước thì có Tech, Tiên Phong, rồi OCB, đúng không? Với vị trí là phó tổng. Ông như rồi rồi đúng không? Như vậy là cũng chuyển về đây từ năm 20. Vâng, từ năm 20. Vâng, anh Huỳnh Trung Minh, đúng không? Giám đốc của ngân hàng bảo hiểm. Vâng, như vậy là đây chắc dính đến bàn cát đây rồi. Và trước khi vào HDBank thì
đã từng có kinh qua công chính công ty bảo hiểm là Pru này, rồi NZ này, VIB này, và rồi cả bên khối khách hàng cá nhân của chính là bay luôn, bây giờ sang khối ngân hàng bảo hiểm. Và anh này thì có vẻ chắc là hợp bảo hiểm rồi, vâng, thì đã từng kinh qua bên Pru bây rồi. Và bạn này rất trẻ, chị Trần Thu Hương, giám đốc khối vận hành cũng trên 20 năm. Và đây thì họ chỉ giới thiệu có mỗi chính Hà Nội Bank thôi, cho là có hơn 10 năm gắn bó với Hà Nội Bank, còn lại qua các tổ chức tín dụng khác ở đây thì không không nêu tên. Và mình điểm danh chút thôi, đúng không? Để xem lý lịch và có cái cảm nhận về ban điều hành. Ông Hoàng Đức Long, ông giám đốc khối nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, cũng gắn bó với HD Bank trên 20 năm, như vậy là khá lâu, trải qua nhiều vị trí tại khối nguồn vốn, giám đốc khối nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ. Vâng, như vậy là cũng quanh quanh HD Bank là chính, đúng không? Rồi cuối cùng đến chị này là kế toán trưởng, đúng không? Rất có tuổi, Hồ Đặng Hoàng Quyên. Sau đó thì gắn bó với chính HD Bank hơn 24 năm. Vị trí thanh toán viên, chuyên về kế toán, kiểm soát viên, phó giám đốc chi nhánh, trưởng phòng kế toán. Rồi, như vậy là trong năm vừa rồi thì hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh, rồi chấp thuận bà Nguyễn Đoàn Gia nó từ nhiệm theo nguyện vọng, như vậy là có thay đổi cái vị trí như này, một người ra và phải bổ sung ngay anh Vinh vào. Như vậy ban điều hành này là cực kỳ lớn luôn, 16 người, rất nhiều. Còn đây là cái cơ cấu của HD Bank đây, rồi các cái ủy ban đây, rồi đây là liên quan đến ban điều hành, và đây chắc chắn là các khối rồi, và khối rồi đây có cả trung tâm thẻ, khối vận hành, rồi các loại kia nữa. Ở phía dưới này thì bắt đầu các khu vực bán hàng, nó chia thành miền Bắc, Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, khu vực thành phố mình và Tây Nam Bộ. Cái này hình như mình thấy đọc na ná như ông sẽ có banh. Có 10 sự kiện tiêu biểu của bên HDBank trong năm 2022. Thứ nhất là lợi nhuận trước thuế chắc là hơn 10.000 tỷ. Năm vừa rồi thì ghi nhận là hơn 10.000 tỷ và tăng 27%. Và chắc là các cái chỉ tiêu này mình đoán là ok thôi, bởi vì mình nhớ là mọi thứ nó khá là tốt. Vâng, ở đây thì mình ghi mỗi lần cho thuế là khoảng 28 thì cũng gần giống rồi. Thế còn toàn bộ hệ thống ngân hàng thì là riêng trong năm năm ngoái là tăng 34%, như vậy là rất là phấn khởi, nhưng mà vẫn chưa bằng. Mảng dịch vụ tăng trưởng cao, đóng góp tích cực, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ thanh toán, trong đó doanh số bảo hiểm năm 2022 gấp 2 lần cùng kỳ. Và như vậy là cũng khá là ok, đúng không? Như vậy là riêng liên quan đến bảo hiểm, đúng không? 22 là tăng gấp 2 lần. Vậy là một thứ họ đánh giá không biết là số lượng tuyệt đối là bao nhiêu, nhưng mà đây là tăng trưởng là như vậy. ROE đạt 2,23, ROA đạt 2,1, đây là mức cao trong ngành, chắc là đúng. Và đây rồi, ROA mình tính đây thì chỉ có 1,9 thôi. Đây là ROA, chắc ROA thì nó có thể sẽ khác một chút. Và ROE thì đúng 23 rồi, và bình quân ngành là 20, như vậy chắc chắn là cao ngành rồi. Cái này 1,6 là 1,9, đúng không? Còn ở kia họ nêu là 2. Như vậy là cả hai chỉ số này đều ok. Vâng, như vậy ROE và ROA là đều cao hơn ngành. Vâng, đấy là những cái điểm nổi bật của HD Bank. Hệ số rất là cao. Và lợi nhuận thì tăng trưởng thì không bằng ngành, nhưng mà hệ số thì rất là tốt. Và chứng tỏ là hiệu quả tốt. Ngân hàng hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 25.000 tỷ, duy trì truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao đều đặn trong nhiều năm, chắc là cổ tức cổ phiếu thôi. Và đúng cái cú lên sàn là mình nhớ tiền mặt, đúng rồi. Tuy nhiên năm 20 là cả hai cặp này là 30. Không, hơn. Riêng cổ tức cổ phiếu đây là 41 rồi. Và đây là 15 là chắc là thử cổ phiếu thôi. Cái này 25 và đến năm ngoái cũng là 25. Đúng rồi, như vậy năm nay theo như mình xem thì như là 10% tiền mặt là 15% một cổ phiếu. Và như vậy mọi thứ liên quan đến cái mảng này, liên quan đến hiệu quả hoạt động là vẫn ok. Và đánh giá là vẫn ok. Triển khai rủi ro hiệu quả, triển khai áp dụng là 3 gen 3. Vâng, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ là 1,3. Theo theo mình nhớ thì riêng lẻ thì chắc là khả năng là chỉ có chính banh thôi, còn lại thì là cái hợp nhất là bao gồm cả cái HD Sài Gòn kia. Và nếu mà so với cả ngành, đúng không? Cả ngành ngân hàng thì năm ngoái là mình đang ghi nhận số liệu ở đây mình nhập được là 1,61. Trong khi là riêng lẻ là chỉ có 1,3, như vậy là cũng có vẻ ok. Đấy, mình tập hợp nhất thì ở đây mình đang ghi nhập là hợp nhất mà. Như vậy số liệu cũng có vẻ là khá khá tốt, đúng không? Liên quan đến quản lý rủi ro. Và như vậy mọi việc có vẻ cũng vẫn đang ok. Tỷ lệ an toàn vốn là 3 gen 2 đạt 13,5 là mức cao dẫn đầu ngành, đúng không? Như vậy là cái họ cũng tự hào là cái chỉ số CAT là đang 13,4%, đúng không? Là cao so với ngành. Và như vậy là chỉ có mỗi tốc độ tăng lợi nhuận là thấp hơn ngành một chút thôi. Và thấp hơn ngành thôi, còn lại tất cả các thứ kia là về hiệu quả ROA, ROE là ok này, rồi an toàn cũng ok này, tỷ lệ xấu cũng ok này, tỷ lệ dư nợ trên huy động
Vâng, là khoảng 7-600 thôi mức tối đa. Vâng, cái này chắc là RL rồi. Các tỷ lệ an toàn. Vâng, RL cũng là 76 là cũng ok và đáp ứng yêu cầu là 85% của ngân hàng nhà nước. Vâng, chuẩn bị theo như này là ông ấy đang chuẩn bị triển khai 3/3. Vâng. Như vậy có vẻ cũng ok. Như vậy là đạt yêu cầu thì mới làm được việc này. Vâng, đấy là cái mình nhìn thấy. Vâng, và đây cổ đông thì bầu ông cái ông người Hàn này, ông Kim này vào vị trí chủ tịch, tất nhiên là bắt đầu từ cái việc thành viên độc lập. Và vị trí người Hàn Quốc này được hội đồng quản trị tín nhiệm bọn chủ tịch trong lịch sử ngân hàng. Vâng, cũng là đầu tiên luôn, vâng, trong lịch sử ngành ngân hàng. Rồi rồi, ông Kim đã từng lãnh đạo của cái ngân hàng lớn thứ hai Hàn Quốc. Và như vậy sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm và như vậy là một cái khác biệt à, có một cái lãnh đạo là người Hàn và có kinh nghiệm ở ngân hàng lớn của Hàn, vốn là khẳng định vị thế dẫn đầu về tài trợ chuỗi. Hiện nay mỏ đường chuỗi tập trung vào 7 mảng trọng điểm gồm có hàng tiêu dùng nhanh này, năng lượng, thép, nông nghiệp, chăn nuôi, bán lẻ, nhà cung ứng công nghiệp phụ trợ và các đối tác chiến lược. Ở đây là Vietjet và HD Saigon, và tập trung vào 7 mảng chính đây. Tài trợ chuỗi, tổng quy mô hoạt động chuỗi đến 2022 hoạt động mạnh, được mở rộng mạnh mẽ, duy trì mức tăng trưởng hàng năm là hơn 3%, số lượng khách hàng tham gia chuỗi tăng trưởng hơn 30%. Cái khái niệm vẫn hơi 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 vàng hơi hơi lờ mờ một tí đúng không? Sau đó thì tại Washington vào tháng 5 năm 2022, Alibank và công ty tài chính quốc tế AFC đúng không? Kiếm cái bản ghi nhớ ở đây thì có cả ông chính thủ tướng đấy rồi. Và như vậy là có vẻ là khá ok. Và như vậy là đấy là thông tin tạm thời như vậy. Và khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây, qua một buổi ngắn thôi. Okay.